Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 4 tháng 4 trên kênh BTB Tiền và dự báo cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay không khí lạnh yếu dần đi, đến trưa chiều mai toàn miền Bắc thời tiết lạnh ráo và có nắng nhẹ. Nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ở mức từ 22 đến 25 độ. Nhưng lưu ý về đêm, trời vẫn còn rất khô với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Vùng núi từ 12 đến 14 độ, có nơi dưới 12 độ. Dự báo đến ngày mùng 6 tháng 4 sắp tới, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường với cường độ rất mạnh, kết hợp với đó là gió đông và gió đông bắc liên tục đẩy máy ẩm từ biển vào đất liền. Trạng thái mưa dông rải rác sẽ liên tục lặp lại ở các khu vực Trung Bộ kéo dài cho đến ngày mùng 6 tháng 4 của tuần này. Tuy nhiên, mưa sẽ giảm theo từng ngày. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm nay trở đi, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập ống cao. Về nhiệt độ trong ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rất dễ đêm và sáng sớm, đến trưa chiều và mai trời hửng nắng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng sẽ ở trong ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa cũng đã có xu hướng gia tăng về chiều và tối. Ban ngày trời có nắng trở lại. Đối với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ ngày cũng tăng lên từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông, có gió đông bắc mạnh cấp 6. Từ đêm nay trở đi gió giảm dần. Ngoài ra đối với vùng áp thấp trên khu vực biển Đông, dự báo từ ngày 8 tháng 4 sắp tới, gió ảnh hưởng bởi gió đông bắc và gió tây nam hoạt động với cường độ mạnh, khu vực Nam Biển Đông nhiều khả năng sẽ hình thành một vùng xoáy áp thấp nằm ở khu vực phía tây bắc của quần đảo Trường Sa, chủ yếu di chuyển theo hướng đông bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng mạnh lên thành bão.